Xin chào nha em. Nãy livestream mà nó mời quá. Thôi stop, em quay video lên đi. Quay báo cáo anh em hàng về nha em. Hàng về nơm nớp luôn. Ra tới quầy xăng luôn. Anh em dòm xe này nào ta. Ô cái xe này hỏi cái bẩn xe này đâu, hỏi anh coi này dán gù 90 nha anh em. Ủa nhớ chiếc cúp đâu có bẩn đâu lại có không vậy hả? Cúp mà mình ấy nè. Ờ không có bẩn không có hả? Quá trời luôn anh em ơi, tới quay xương ngang cho anh em nha. Này diêm lục, diêm lục cũng màu đẹp quá. Này AB Thái nha anh em, AB Thái hai che nè, che đi mới có 4.000 cây vậy anh em. À giỏi zin nè, ghê không anh em, hay là chín. Còn này diêm lùng mẫu 99 nha anh em. Này vết ít. Cái này anh pha tem xương cá nha anh em. Cái này thuộc cũng vô nhóm rất là đẹp nha anh em. Gì đấy? Ồ, đầu bò đẹp quá. Lá cờ rồi thấy không? Ồ, chuẩn xe thế. Cái này chạy quá ha. Chạy. Quẩy gì được vậy? 208 anh em ơi. À, vậy lần này cuối cùng tem xương cá nè, 2008. Trời ơi, xịp lớp luôn nè. Cái đó khỏi cà đâu. À, về tới ngoài xăng nha anh em. À này gương con này hả? Quá chị Alex này mới à. Hà Nội theo anh nghĩ đó. Winner luôn. 22 triệu luôn. Cứng nhà hết. Anh tài xế ra, tài xế tiếu lắm. Kêu ông chặn đi kỹ cho người ta ngang xe trường ơi. Lên mày coi đi, tiếp ổng đi. Sẵn ơi gửi chiếc khu 1 về tới Bình Định cho anh em luôn. Ở đây mua xe là mua bán là toàn quốc nha anh em. Toàn quốc luôn. Ship hết các tỉnh toàn lãnh thổ Việt Nam mình luôn. Để lấy cặp hậu của nó bỏ vô cốp để rớt mắt cái bẫy cái tiêu á. Mua không có. Cặp hậu của chiếc AB cọp chạy 14.000 cây. Quá trời cái xe nó mới. 2009 tới giờ mà chạy. Trời ơi có cái yên đó nè anh em. Cái yên này zin chưa có lọp lại nha. Zin nó theo xe đó. Ghê thiệt. Sổ hướng dẫn sử dụng bảo hành vậy nè. Toàn là tiếng Thái không ạ. Thua không đừng đọc anh em ơi. Chữ Thái chứ gì không. Rửa gáy quá trời bụi.
AB Thái Lan nha anh em. 209. Từ lưa hết. Chú xài là chú một là chú xài con GT đó, hai là chú xài con FI này nè. FI08 nè. Hai con đó nó hợp với chú á. Trời ơi. Xe neo mà màu đen thì nó tầm xe nó vậy thôi với chú. Trời ơi, xe zin mà chú đòi mới cho bây giờ 60 triệu với chú có tiền chứ mua không nữa. Đâu trời ơi, đậu nó dơ chú thấy rồi, bụi bặm rồi đó, ai mà chùi nó trong kẹt trong hốc đó, ai chen nó chùi đâu. Xe mà mua anh em, xe mua xe cũ đừng ham mới quá không được đâu, chắc xe nó lì lì đó. Quan trọng là bạc lốc sơn zin nè, à nó như thế này thôi chứ đâu có bóng quá được. Xe mười mấy năm rồi, máy móc đậu nồi chưa bung chưa mở rồi, máy ngon lành thôi chứ bóng quá là phải dọn mới bóng chứ không đường nào bóng được. Còn nếu mà bóng mà zin luôn anh em bỏ 60 triệu giờ muốn xe mua có đem này phép vớt cho. Chú ở ngoài ở trong clip coi mới quá sao ở ngoài em thấy nó cũng vậy. Đi mua xe người ta còn sợ bóng nữa, bóng quá nguy hiểm lắm, bóng quá nó lộ luôn á nghe nè. Mua xe cũ mà cứ như xe mới. Ủa cái này em sang về đâu? Em sang gì bên An Giang là bên đây. Ừ. Bên em bên hả? Ừ, với An Giang rồi. Vậy là này biển số giờ vẫn để nguyên. Ừ. Để nó về sang về đây thì tháo biển số giữ lại. Khách hàng liên tục nha nè. Tựa lừa hết.